rắn như thép, mềm như dải lụa, trong cát bụi phong trần như cây thông mọc thẳng, dẫu mây vần bão số, thế mới là anh. 65 mùa xuân là những cuộc hành quân không mỏi. Anh là doanh nhân thế giới, Nguyễn Đăng Giáp. Không phải niệm bút nghiêng mà hồn văn chan chứa, không dùng mai kinh sử người thấu tỏ nhân gian, không theo kiếp tu hành mà tâm can như ngọc, không tranh giành chức quyền mà uy đức lừng danh, không tham lợi cầu vinh mà đắc vinh đắc lợi, không lớn trương đào tạo người thông thạo kinh luân, không phải là tướng quân mà lòng dân phong tương, không học làm doanh nhân mà thương trương thao lược, không đỡ đầu bàn đạp mà thân tự lập thân, như thế mới là anh, thế mới là anh Nguyễn Đăng Giáp. Bơi trong cát bụi phong trần như cây thông mọc thẳng, dẫu mây vần bão số, anh sinh ra là để yêu thương, để bơi trong thương trường lộng tô. Nguyễn Đăng Giáp, một doanh nhân thời đại, bằng bản lĩnh của một chiến binh, đắm thành công từ trong thất bại, kết hoa thơm từ cỏ dại héo khô, dựng niềm tin bằng đức độ tâm tài. Rắn như thép, mềm như dải lụa, trong cát bụi phóng trần như cây thông mọc thẳng, dẫu mấy vần bão số, thế mới là anh. 65 mùa xuân là những cuộc hành quân không mỏi. Anh là doanh nhân thế giới, Nguyễn Đăng Giáp. Không phải nghiệp bút nghiêng mà hồn văn chan chứa, không dùi mai kinh sử người thấu tỏ nhân gian, không theo kiếp tu hành mà tâm can như ngọc, không tranh giành chức quyền mà uy đức lừng danh, không tham lợi cầu vinh mà đắc vinh đắc lợi, không lớn trương đào tạo người thông thạo kinh luân, không phải là tướng quân mà lòng dân phong tướng, không học làm doanh nhân mà thương trương thao lược, không đỡ đầu bàn đạp mà thân tự lập thân, như thế mới là anh, thế mới là anh Nguyễn Đăng Giáp. Bơi trong cát bụi phóng trần như cây thông mọc thẳng, dẫu mây vần bão số, anh sinh ra là để yêu thương, để bơi trong thương trường lộng tô. Nguyễn Đăng Giáp, một doanh nhân thời đại, bằng bản lĩnh của một chiến binh, đắm thành công từ trong thất bại, kết hoa thơm từ cỏ dại héo khô, dựng niềm tin bằng đức độ tâm tài. Nguyễn Đăng Giáp, bơi trong cát bụi phóng trần như cây thông mọc thẳng, dẫu mây vần bão số, anh sinh ra là để yêu thương, để bơi trong thương trường lộng tô. Nguyễn Đăng Giáp, một doanh nhân thời đại, bằng bản lĩnh của một chiến binh,
đắp thành công từ trong thất bại, kết hoa thơm từ cỏ dại héo khô, dựng niềm tin bằng đức độ tâm tài. Rắn như thép, mềm như dải lụa, con tim chan chứa một hồn thơ, mà khối óc phát triển những phác đồ, vững tay trèo cập bến vinh quang. Phía trước đang chờ đợi anh, đi tới, đi tới.